xin chào các em ha thì trước đó thì thầy đã làm thêm một làm một clip là hướng dẫn các bạn là thiết lập chạy quảng cáo với facebook ha thì đó hiện giờ là lúc đó thầy đang làm demo thì nó đang chế độ xem xét xem xét xét duyệt ha hiện giờ thì quảng cáo đó sau đó khoảng một tiếng đó, gần gần tiếng gì đó thì nó sẽ duyệt xong thì hiện giờ quảng cáo đang chạy bình thường ha đây là quảng cáo này đây là quảng cáo đã chạy này hệ chữ được tài trợ đó các bạn cũng giống như một bài viết bình thường đăng lên thân bay bình thường thôi Nên đây là cái này để hiện tài trợ ha nếu mình là chủ quảng cáo đó thì mình xem thêm được cái phần xem chi tiết ở đây ha đó. xem chi tiết đây này đây. thì mình thấy được là số người tiếp cận là thêm được 63 ha rồi số người tương tác bài viết là 4 ha trạng thái là bây giờ là hoạt động rồi đó lúc mà mình thiết lập thì nó đang xếp biệt ha hoạt động rồi số tiền ngân sách của mình là ta là 50 ngàn thì hiện giờ đã tiêu hết 7.444 đồng rồi thời gian vẫn một ngày từ 28 29 ha đó. Đây, đây là những thông tin mình đã thiết lập trước đó thôi trong clip khi đó thầy đã nói rồi cái này thì nó ý nó muốn nói mình có thể tăng thời gian lên ha tăng thời gian chạy lên xác nhận lại cái số tiền nạp vô đây hiện giờ còn lại ha thì cái số dư sử dụng đây là còn lại 47 ngày á 47.970 đồng á là nó còn lại của ngày hôm qua nó chốt sổ à, tính tới thời điểm này thì cũng là tiêu hết 7.444 đồng rồi một mà cái số dư là của của ngày hôm nay là muốn còn lại 47.000 lý do là trong cái hóa đơn nó chốt sổ theo ngày ha đây thầy sẽ mở tiếp cho các bạn một cái hóa đơn đó, à, tính thật đến thời điểm này là là tiêu hết 7.444 nha nhưng mà cái cái phần số dư này nó khác biệt một xíu á số dư này là 47970 là do trong cái hóa đơn này này bạn xem cái hóa đơn nó chốt sổ nha cho cái mail nó gửi cho mình á khi mình thiết lập xong thì nó có cái phần là đây cái này là cái này phần à, cái này nó báo mình là đã đã chạy ha báo mình là, là cái quảng cáo mình đã được duyệt còn cái mail này á là cái mail mà nó báo cái hóa đơn của ngày đó Lý do nó còn lại 47.000 mấy cho bao, bao, bao nhiêu đó. Là lý do cái này nè. Là nó chốt sổ theo cái ngày theo ngày ha. Nó tính đến đêm qua là cái số tiền này là hôm qua là mình xài hết 2 030 đồng rồi. Còn lại khoảng 47.000 đồng nữa. Nói à, chung 70 đồng nữa thì cho ngày hôm nay. Đó, đây là đúng đúng số lượng tiền như này. Còn tính đến thời điểm này thì à mình đã tiêu hết là 7 444 đồng, đồng rồi Đó, như vậy ha bạn xem thêm mình quản lý ở đây thầy đang chạy cái này chạy thử nhé chứ còn chưa nói đến hiệu quả ở đây ha hiệu quả mình có thể phân tích ừ. nhiều kỹ hơn nữa trong phần này chi tiết này cho ta coi có cái gì nữa này trong phần chi tiết mình thấy là là số người tiếp cận tăng lên ha chi phí mỗi bài viết lượng tương tác bài viết là 1.864 đồng Đó, cảm xúc đây mình có thể xem được cái mọi người này tuổi này đó, tuổi nào tuổi từ bao nhiêu bao nhiêu nam nữ ha vị trí thì mình thấy ở đây là trên vị trí hợp lý là ứng dụng di động này gợi ý trên di động này bài viết thức thì này vị trí thì hồ chí minh bà rịa vũng tàu đắk Lắk này hà nội này nam định đồng nai hà giang quảng trị đó mình có thể xem được là là các cái vị trí quảng cáo nó hiện ở đâu ha đó. thì các bạn phải trải nghiệm thêm như thế này ha đó, xem thêm cho ta biết đó. đây là báo cáo đó đây là báo cáo chi tiết của của quảng cáo đó facebook với tốc độ như này thì trong vòng chạy này trong vòng 50.000 ngàn thì một ngày là bình thường thôi thậm chí nếu chúng ta có nhiều tiền hơn thì chúng ta tẩy nhiều hơn nữa đó. xem thêm ha quảng cáo cho ta dạy ha. Còn như thế nói trước đó các bạn muốn vô lại cái quảng cáo đó, bạn xem lại thì bạn vô cái phần Facebook cá nhân. Ở đây thầy đang mở ở cái phần quảng cáo hiển thị ha, mình xem lại luôn. Còn nếu mà đúng ra là bạn phải vô trong Facebook cá nhân, Xong vô trong phần phân bay này, bạn chọn lại cái phân bay của bạn này. Đó. Không còn cái quảng cáo ở trên, ở trên hàng trên nhé, mình chọn cái quảng cáo ở dưới hàng dưới đây này. Đó. chọn quản lý này. Đó. thì nó chở ngược lại đúng cái quảng cáo mà lúc mình thiết là hôm qua ha còn tiền thì thì cũng mở lại cho bạn xem cái tiền ha cái tiền của mình thì nằm trong facebook cá nhân của mình á phần uh, gạt của những tư nữa đây để đặt đây hiện tại quảng cáo đây đó thì uh, hiện giờ còn từng này thôi mình đẩy vô là 50.000 đó mình tiêu đến thời điểm này mình tiêu hết hơn 7.000 rồi 7.000 444 đồng gì đó thì hiện giờ còn bảo 42.556 đồng mình có thể nạp thêm ha nhưng mà thầy có nói là giống như một cái ví của người ta vậy đó ví của Facebook vậy đó mình có thể nạp thêm nạp sẵn vào đây khi mình cần chạy là mình lấy chạy thôi đó. thì bạn tham khảo thêm ha còn cái phương thức thanh toán thì cũng tương tự như hôm qua đó là chúng ta cũng hai phương thức thanh toán qua thẻ tiến dụng hoặc thẻ ghi nợ ha nhưng mà đây là loại quốc tế visa mới mất tất cả là quốc tế còn ví momo thì tiện lắm các bạn chỉ cần có cái tài khoản ví momo là chúng ta đẩy tiền qua là xong rất là dễ dàng rất nhanh chóng rất lợi rồi Để xong ha à, các bạn có thể tham khảo thêm à, xin chào các bạn ha